Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 4 đô la cái token MPAT. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start. Rồi sau đó nhập mã CAPTCHA. Tiếp tục mọi người chọn continue và sau đó join vào các kênh này, group Telegram này, quay trở lại giao tiếp vào channel, rồi quay trở lại follow Twitter này, mọi người sẽ bấm chọn theo dõi ở đây và quay trở lại. Tiếp tục mọi người sẽ retweet lại cái bài đăng này của nó, bấm vào Zipbot. Rồi ở đây mọi người sẽ chọn like và có thể trích dẫn luôn cái username của nó cũng được. Rồi chọn tweet lại, sau đó quay trở lại bot này, bấm chọn submit, rồi chọn don và nhập profile link của Twitter. Tiếp tục chọn don và chọn yes. Rồi sau đó sẽ gửi địa chỉ ví BSC. Rồi sau đó thì mọi người sẽ join vào kênh support này nhé. Chọn join và quay trở lại, bấm chọn static. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.